tôi xin giới thiệu thiếu nhi của Gia Long, hết bố mẹ hát giờ tôi phiên con cái ra làm tiếp. Sau đây có một màn phiên thiếu nhi ca do chị Ánh Tuyết đảm nhận. Trước đây là Samantha, đây là Brian, Huy, Hoàng, Aileen, Tammy và Minh Đan. Các em xin hát bài Sắp Đến Tết Rồi.